Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi lãnh đạo của các công ty gồm Vingroup, Sun Group, Telecimco, FPT, Masan Group, TH, Thaoco, Hòa Phát, Ri, Sofico tham gia một hội nghị. Thủ tướng muốn tổ chức hội nghị triển khai làm việc với các tập đoàn tư nhân, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và tháo gỡ các dự án lớn. Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở chính phủ nhưng đã bị tạm hoãn. Từ đầu năm cho đến nay, các doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn do tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, trong đó có thể kể đến như tỷ giá leo thang, bất động sản còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, hay sức mua của người dân vẫn chưa phục hồi như trước dịch Covid-19. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng năm 2024, cả nước có gần 110.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 994.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là hơn 672.000 lao động. Những con số này lần lượt tăng 4,4%, 0,7% và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 57.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2024 lên gần 168.100 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 82.800 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Cũng có gần 38.700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 5,8%. 13.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18%. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé! Giá đất dự kiến tăng 10 đến 30 lần, thị trường bất động sản sẽ ra sao? Thì bảng giá đất dự kiến điều chỉnh từ ngày 1 tháng 8 đến hết năm nay, giá đất ở cao nhất thuộc về các tuyến đường tại quận 1 ở mức 810 triệu đồng trên mét vuông. Các chuyên gia cho rằng, việc bảng giá đất cao sẽ tác động trực tiếp đến thị trường khi chi phí đầu vào như bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ tăng lên. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị xem tiếp trong video này nhé! Theo dự thảo nghị quyết điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố lấy ý kiến để thay thế cho bảng giá đất cũ, giai đoạn 2020-2024 sẽ có 8 nhóm đối tượng bị tác động bởi bảng giá đất mới này. Và khi giá đất tăng, số thu thuế sử dụng đất và khoản lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai cũng sẽ tăng mạnh, báo Tuổi Trẻ thông tin. Theo dự thảo, giá đất ở đô thị tại nhiều quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng cao, trong đó các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi có nơi tăng 20 đến 30 lần so với bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020-2024. Đặc biệt, huyện Hóc Môn có giá đất dự kiến điều chỉnh tăng cao nhất so với bảng giá đất cũ khi có những tuyến đường có giá đất tăng 30 đến 50 lần. Cụ thể, đường song hành quốc lộ 22 đoạn Nguyễn Ảnh Thủ đến Lý Thường Kiệt có giá đất tăng 51 lần từ 1,4 lên 71 triệu đồng trên mét vuông. Ngoài ra, một con đường khác có giá đất tăng 46 lần và hai con đường giá đất tăng 40 lần. Tại huyện Nhà Bè, giá đất tăng cao nhất là 23 lần, huyện Bình Chánh giá đất tăng cao nhất 29 lần. Với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các con đường vàng ở quận 1 dù có mức tăng chỉ 5 lần, song do giá đất cao khiến giá trị tăng lớn. Chẳng hạn đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi có giá đất mới 810 triệu đồng trên mét vuông, tăng 5 lần. Công trường Lam Sơn có giá 579,5 triệu đồng, tăng 5 lần. Các đường Hai Bà Trưng, đoạn từ bến Bạch Đằng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, công xã Paris, công trường Mê Linh có giá đất mới là 484 triệu đồng trên mét vuông, tăng 5 lần. Một số tuyến khác tại quận 1 như đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Nguyễn Tất Thành dự kiến tăng lên tới 528 triệu đồng trên mét vuông, tăng 422 triệu đồng trên mét vuông. Hay đường Phạm Hồng Thái có thể có giá 418 triệu đồng trên mét vuông, tăng 334 triệu đồng trên mét vuông. Trong giai đoạn 2020-2024, bảng giá đất tại thành phố Thủ Đức có giá chỉ từ 2,3 đến 8 triệu đồng trên mét vuông, có nơi trên 20 triệu đồng trên mét vuông. Nhưng thời gian tới sẽ vọt tăng theo bảng giá đất mới. Nhiều tuyến đường có giá đất tăng từ 20 đến 30 lần, một số con đường có giá lên đến 295 triệu đồng trên mét vuông. Một số đoạn của đường Trần Não, Lương Định Của dự kiến giá đất mới là 149 triệu đồng trên mét vuông, tăng 11 lần. Hay nhiều con đường ở khu vực phường Thảo Điền có giá đất lên ngưỡng 84 đến 119 triệu đồng trên mét vuông, tăng 11 lần. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bảng giá đất điều chỉnh chỉ áp dụng từ ngày 1 tháng 8 đến hết 31 tháng 12 năm 2024. Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, sau đó sẽ tổng kết đánh giá tác động về mặt kinh tế xã hội trong 5 tháng áp dụng, từ đó tiếp tục điều chỉnh bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1 tháng 1 đến hết năm 2025. Còn bạn, bạn nghĩ sao về bảng giá đất mới đang được lấy ý kiến để thay thế cho bảng giá đất cũ? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video này nhé! Theo Sở Tài nguyên và Môi trường,
bảng giá đất theo quyết định số 02 năm 2020 bị khống chế bởi quy định về khung giá đất tối đa 162 triệu đồng trên mét vuông, nên phải điều chỉnh giảm so với thông tin thị trường đã thu thập, nên giá đất chưa tiệm cận giá đất thị trường. Nếu không triển khai bảng giá đất điều chỉnh để áp dụng trên địa bàn thành phố sẽ dẫn đến ách tắc trong giải ngân đầu tư công và thực hiện các thủ tục hành chính do người dân và các tổ chức. Việc điều chỉnh bảng giá đất theo luật đất đai năm 2024 được thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Khi áp dụng sẽ tác động đến nhóm các trường hợp được bố trí tái định cư và 8 nhóm đối tượng liên quan đến thủ tục hành chính. Ví dụ với nhóm hộ gia đình, cá nhân được công nhận và chuyển mục đích sử dụng đất sẽ áp dụng bảng giá đất cho tất cả diện tích không phân biệt diện tích trong hay ngoài hạn mức. Trong đó, đối với diện tích đất ngoài hạn mức không bị ảnh hưởng do bảng giá đất được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, diện tích đất trong hạn mức sẽ có xét đến các mốc thời điểm sử dụng đất để quy định tỷ lệ thu trên cơ sở bảng giá đất. Nội dung này đang được chính phủ đưa vào dự thảo nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đối với việc tính thuế sử dụng đất, trước đây mức thuế sử dụng đất áp dụng mức 0,03% của giá đất tại bảng giá đất. Đến nay, bảng giá đất được điều chỉnh tiệm cận giá thị trường, do đó mức thuế sử dụng đất sẽ tăng lên. Ngoài ra, bảng giá đất mới cũng sẽ tác động đến việc tính lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý sử dụng đất đai và tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng theo số liệu thống kê giá đất trên thị trường của năm 2024 và các năm trước cho thấy giá đất đã dần ổn định, từng bước phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản trên thị trường. Trong thời gian tới sẽ không có biến động về giá đất do tồn kho căn hộ và nhà phố còn lớn. Một số phân khúc thị trường như nhu cầu thuê đất, thuê văn phòng tuy có giảm nhưng giá vẫn giữ ở mức cao. Việc xây dựng quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất có tính đến xu hướng và mức độ biến động của thị trường, đảm bảo bảng giá các loại đất tương đồng giá đất thị trường. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định. Nói trên Tuổi Trẻ ngày 26 tháng 7, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với bảng giá đất mới này, nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình để xin cấp giấy chứng nhận đối với đất sẽ tăng lên ở mức cao. Tuy nhiên, luật đất đai có cho phép các hộ gia đình gặp khó khăn được nợ tiền sử dụng đất, nên đây cũng là một hướng mở về mặt tài chính và số lượng hộ gia đình cấp giấy chứng nhận lần đầu để nộp tiền sử dụng đất không nhiều. Còn đối với thị trường bất động sản, theo ông Châu, việc bảng giá đất cao sẽ tác động trực tiếp đến thị trường khi chi phí đầu vào như bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ tăng lên. Theo ông Châu, nếu tới đây Quốc hội đồng ý cho thí điểm nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để làm dự án nhà ở thương mại, chi phí đất đai sẽ tăng lên gấp bội. Giá đất mới cũng tác động ngay đến chi phí phát triển các khu công nghiệp. Còn theo chuyên gia bất động sản Nguyễn Duy Hà, với bảng giá đất mới này, nhà nước sẽ thu được khoản thuế lớn từ đất đai, hạn chế được thất thoát thuế trong chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, người dân cũng sẽ đồng thuận khi bị ảnh hưởng do nằm trong khu vực bị đền bù, giải phóng mặt bằng với mức giá đất sát với giá thị trường. Bên cạnh đó, một số dự án đang vướng pháp lý do chưa xác định được đơn giá đất sớm thực hiện được nghĩa vụ tài chính về đất và thời gian và thủ tục thực hiện pháp lý liên quan đến đất đai sẽ nhanh hơn trước đây. Tuy nhiên, ông Hà cho rằng bảng giá đất mới không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà ở các địa phương khác tới đây cũng ban hành dự kiến sẽ tiệm cận giá thị trường. Điều này tác động đến các dự án khi chi phí đầu vào các dự án sẽ tăng cao. Chi phí đền bù, thỏa thuận với các hộ dân nằm trong quy hoạch thực hiện dự án sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với bây giờ. Ngoài ra, chi phí thuế liên quan đến việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai, hai yếu tố trên cũng kéo chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng theo, nên chắc chắn người mua sẽ trả mức giá cao hơn bởi mọi chi phí đều tính vào giá bán. Còn bạn dự đoán thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng ra sao nếu bảng giá đất mới được áp dụng? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video nhé. Đừng quên bấm nút theo dõi kênh để cập nhật liên tục các thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến thị trường bất động sản nhé. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.